Xin thân mến chào buổi sáng toàn thể quý vị. Buổi sáng hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 16 tây tháng 3. Thì ngày hôm nay Tuyền có một cái hành trình đi một mình bằng xe buýt qua bên Đức ở vùng Stuttgart. Hồi nào giờ thì Tuyền đi thường là đi xe hơi hoặc là đi xe lửa, chưa đi máy bay. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên Tuyền trải nghiệm đi bằng xe buýt một mình để mà qua Stuttgart. Cái hành trình ngày hôm nay Tuyền đi á là có tổng cộng cái giờ á là 10 tiếng 15 phút. Thì cháu Linh ở nhà với ba viện, còn Tuyền thì đi một mình. Trên đường đi á thì xe buýt á vẫn ghé cây xăng, nhưng mà Tuyền lại thích làm bánh mì á theo cái khẩu vị của mình á, mình để lên trên xe mình ăn á thì nó ngon hơn. Chứ còn ghé ở cây xăng đó quý vị, nhiều khi bánh mì của Tây á và nó cũng mắc nữa, mình mua ăn nó không có ngon. Vì vậy mà hôm qua Tuyền có mua ba cái ổ bánh mì này nè. Và Tuyền mua cái này là cá hồi. Đây là cá hồi mà họ làm giống như pate á, pate cá hồi. Tiền chép vào bánh mì, tiền để tiền ăn. Thì đây là cái hộp nè. Tiền sẽ cho bên đây là rau, rồi bên đây là bánh mì để đem lên xe mình ăn. Và tiền cũng pha thêm một cái bình trà khổ qua. Một bình trà khổ qua đem theo uống, cũng như là một bình nước trắng. Trong cái hành trình mà xe chạy, mà lúc mà xe chưa ghé mà mình đói bụng á, thì mình có đồ ăn mình ăn. Tiền xin mời quý vị cùng đồng hành với Tiền cái chuyến đi ngày hôm nay quý vị nhé. Hiện tại Tuyền đã làm xong bánh mì rồi. Tuyền làm ba cái ổ bánh mì cũng như là dưa leo, cần tây và cà chua. Nước uống đem theo trên đường đi. Chào buổi sáng toàn thể quý vị. Sau khi sửa soạn chuẩn bị xong á thì bây giờ hai bố con của cháu Linh đưa Tuyền đi lên ga. Trời cũng đẹp lắm nhưng mà sáng sớm thì hơi mây mù. Bên Linh ngồi ở phía sau. Chuyến này là Berlin ở nhà với ba biển. Thì có nhiều quý vị thắc mắc á, nhiều quý vị thắc mắc là sau ngày xưa gia đình Tiền đi đâu cũng ba người mà giờ đi có hai người, rồi nói Tiền thế này kia. Nhưng mà quý vị phải hiểu một điều là nhiều khi trong cuộc sống ở bên nước ngoài quý vị có đôi lúc cũng đi chung ba người, có đôi lúc cũng đi một người, có đôi lúc đi hai người. Vì vậy mà không thể nào lúc nào cũng phải ba người được. Đó thì đó, ba biển nè, đưa mẹ Tiền đi nè, rồi Berlin cũng vậy đó. Tôi mời quý vị đi với Tiền đồng hành cái hành trình 10 tiếng 15 phút ngày hôm nay đi qua bên Đức với Tiền nhé. Tại vì Tiền muốn đi xe lửa, xe buýt á, là Tiền nói với cháu Linh là để mẹ chia sẻ đến quý ông bà cô chú về cái vấn đề mà mình đi xe buýt, về cái vấn đề mà mình đi xe buýt qua bên Đức như thế nào. Cũng giống như hôm qua tình cờ Tiền gặp cô bạn quen á, cô nói ủa chị Tiền có xe buýt đi qua bên Đức nữa hả, vậy mà hồi nào giờ em không biết. Tại vì đi xe lửa đó em bị ngưng nhiều chạm quá, em bị ngán. Thì ngày hôm nay Tiền chia sẻ cái cách đi xe buýt đi qua bên Đức như thế nào thì quý vị cùng đồng hành với Tiền nhé. Tiền xin mời mời quý vị. Ở bên Hà Lan á, hoặc là bên Pháp cũng vậy, Tiền thấy là cái mùa đông năm nay cũng lạ. Và thời tiết bắt đầu vào xuân cũng lạ nữa quý vị. Hiện tại thì hoa đào á, Tiền thấy là đang bắt đầu nở. Mà thời tiết thì lúc lạnh rồi lúc mưa. Cái kiểu này thì hoa có nó không còn đẹp nữa. Lúc nào vậy Tiền đi xe buýt á, là anh Viện phải chở Tiền đi lên trạm xe buýt Amsterdam Sloterdijk. Thì trạm xe buýt nằm ở trên đó. Còn 31 km nữa là Tiền đến Amsterdam Sloterdijk. 8:24 thì cũng vừa đúng giờ á. Tại vì 9 giờ là xe khởi hành, 9 giờ sáng xe khởi hành mà đến 7:25 tối á, Tiền mới đến Stuttgart. Mà đến Stuttgart này là Stuttgart là Schiphol, là phi trường của Stuttgart á. Rồi sau đó cháu của Tuyền á đi ra đón. Tại vì cháu ở gần đó. Còn nếu mà đi máy bay á có khoảng 1 tiếng 15 phút là tới rồi. Còn 9 phút nữa là tới trạm xe buýt. Từ nhà Tuyền mà đi lên trên Amsterdam cũng tiện lắm, thẳng một đường mà đi à. Cây hiện tại còn rất là chuỗi lá, chưa có một cái lá nào hết. Hiện tại là ra mầm, cây đang ra mầm rồi. Sáng hôm nay sáng thứ bảy thành ra là đường vắng nè. Rotterdam.
sửa đến, còn 5 phút nữa. Anh Viện quẹo xuống cái bên tay phải này, rồi quẹo phải nữa, đi thẳng, rồi quẹo trái nên là tới chậm xe buýt Amsterdam Sloterdijk. Ở đây giống như là một cái trung tâm nè, thành ra mình thấy là rất là nhiều tòa nhà cao tầng ở đây. Gebruik de rechte rijbaan voor afslag 2 richting Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centrum. Đi hướng này mình đi vô trung tâm Amsterdam lớn cũng được nè. Mà quẹo phải thì mình đi Amsterdam Sloterdijk. Ở đây máy chụp hình họ để hình nè. Ai mà chạy quá tốc độ á là trả tiền cũng mệt xỉu. Neem de afslag en ga dan rechtsaf naar Basisweg. Of naar Hatostraat. Vind ik best, maar zijn... Hoe ben je gehoord tegen die zijn eigenlijk? Hiện tại là Tuyền đã đến rồi, đến chậm xe buýt rồi. Còn bao nhiêu phút nữa tới xe chạy? Tuyền nghĩ chắc còn khoảng 25 phút nữa. Cảm ơn ba Viện, cảm ơn Berlin đưa mẹ Tuyền đến chạm xe buýt. Chắc xuống là cũng phải coi luôn, chắc lên xuống giúp mẹ coi thử. Hiện tại Tuyền đã lên xe rồi. Xe này cũng là xe 2 tầng. Không biết là ở dưới kia còn đông người không, nhưng mà trên này Tuyền thấy hơi vắng. Một sao vắng thì Tuyền ngồi hai ghế luôn. Ở đây là cửa lên xuống nè. Tuyền muốn ngồi đây để mà cửa lên xuống cho nó tiện á. Xe rất là lớn nha. Phía bên ngoài anh Viện với cháu Linh đó, hai cha con đưa Tuyền lên à, hai cha con về rồi. Tuyền mời quý vị đồng hành với Tuyền 10 tiếng 15 phút nha quý vị. Hiện tại hành khách lên cũng đông đông rồi, nhưng mà ở phía bên dưới còn rất là đông, tại vì họ kiểm tra vé đó, cũng như họ kiểm tra passport nữa. Nãy giờ xe buýt khởi hành được 1 tiếng, nãy giờ xe buýt khởi hành đúng 1 tiếng rồi đó quý vị, thì còn 9 tiếng 15 phút nữa. Thì theo thì nghĩ chắc có thể là xe buýt chạy khoảng 2 tiếng thì sẽ ghé chạm Thiện Trân để cho mọi người nghỉ. Xe đã qua bên biên giới Đức rồi đó. Nãy giờ chạy cũng khoảng 2 tiếng rồi thì đã qua biên giới Đức. Vì vậy mà thì thấy cái điện thoại của mình đó, cái internet đó báo lên là mình đã qua tới Đức rồi. Hiện tại xe buýt đang ghé ở một cái cây xăng. Mà nãy giờ xe buýt ghé chạm này nó là chạm thứ tư rồi.
cứ mỗi lần ghé là có người xuống và có người lên. Hiện tại thì Tuyền còn hơn 5 tiếng nữa. Hơn 5 tiếng nữa mới tới Stuttgart. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều rồi. Tuyền còn khoảng 4 tiếng nữa mới tới. Đi xe buýt thì ngồi trên xe nó cũng có một cái thú vị lắm quý vị. Thay vì mình đi xe hơi đúng không? Mình đi xe buýt thì mình khổ công mình lại. Mà tính ra tiền nó cũng rẻ hơn nữa. Trên đường đi qua Đức thì có rất là nhiều đám rừng. Mình thấy rừng quá trời rừng luôn. Ở Hà Lan thì ít thấy rừng chứ bên Đức thì nhiều. Trên xe mọi người cũng người ngủ người thức có. Nãy giờ xe đi được 5 tiếng rồi. Xe đi được 5 tiếng thì xe ghé ở cái trạm này. Khi mà mình đi họ phải đưa cho mình cái lịch trình này. Đây thì xe. Đó, họ đang ghé cái trạm này. Là 15:45. Thì giờ thì còn 1, 2, 3. Trạm thứ 4 là tiền xuống và Stuttgart Airport. Cái mỗi lần mà ghé đến trạm thì khách họ xuống rất là đông. Và tấp xuống, tấp lên. Nãy giờ thì họ không có ghé cây xăng để cho mình vô mua đồ ăn, nhưng mà họ chỉ ghé những cái trạm xe buýt thôi. Mỗi lần đến là ghế trống này, xong một cái tiếng nữa khách lên. Xe buýt vừa ghé trạm thứ 5, còn 3 trạm nữa. 3 trạm nữa là Tuyền xuống trạm thứ 3 là 7:25 và giờ này mới có 4:44 à. Hơn 2 tiếng nữa. Hiện tại xe đã rời trạm thứ 5 Mannheim. Ở đây thì thấy chữ là Mannheim. Heidelberg. Ja, locker. Und das schon die Jür. Ich hab gesagt, die sollen schon vorgehen. Geil. Nein, die Beone wird beschickert, das ist bei mir schon nett. Also die holen mir dann gleich was mit einfach. Und dann esse ich im Auto auf den Schuppen. Das ist ein Apianus. Kann man, okay, mach ich. Aber wann ist denn das? Sẽ đến Stuttgart Airport, là tới phi trường Stuttgart. Hiện tại thì xe buýt đang ghé ở trạm này là trạm thứ 6. Tuy nhiên là còn 2 trạm nữa và trạm thứ 2 là tiền xuống. Hoàng hôn cũng buông xuống rồi. Trên xe thì vắng, còn ít người lắm. Nhưng mà có cái là xe này 2 tầng. Sau 10 tiếng 15 phút thì Tuyền đã đến trạm xe buýt ở tại phi trường Stuttgart. Đây là phi trường Stuttgart nè quý vị. Thì cháu Nhật á, là ông xã của cháu Thủy á, sẽ đến đón Tuyền. Thì cái hành trình 10 tiếng 15 phút thì không có bị mệt quý vị. Trên chiếc xe buýt này Tuyền thấy là đi rất là thoải mái, ngồi rất là tuyệt vời luôn. Vì vậy mà mình thấy mình đi bằng xe buýt á, nó rất là tiện cho mình. Nếu mà quý vị, anh chị, cô chú bác nào đó mà đi qua bên Đức, cái vùng nào mình muốn đến đó,
thì mình cứ lên mạng mình bấm vào Flipbus thì mình sẽ chọn cái ngày đi giờ đến như thế nào theo cái tùy cái ý thích của mình, và mình xem vé chạy một đường luôn quý vị, mình không có phải lên xuống gì hết á, mình ngồi trên một chiếc xe bus đó mình đi một lèo luôn là tiền nó đến nơi an toàn rồi. Bây giờ tiền về nhà có gì hay nữa thì sẽ quay cho quý vị xem nhé, tí xíu nữa cháu Nhật sẽ đến đón tiền. Hiện tại Nhật đang chở tiền về nhà từ ở chạm xe bus ở Stuttgart, mà về đến nhà của Nhật là cũng 32 km. Hiện tại thì cũng gần 8 giờ tối rồi, bầu trời bắt đầu tối sẫm xuống này. Chỉ 3 tháng nữa thôi là giờ này sáng trưng á, vào tháng 6. Hiện tại thì cháu Nhật đã đón tiền về đến nhà nè, về đến nhà hàng của cháu ở đây. Thì hiện tại cũng đang có khách. Thì đói bụng Thủy hỏi bạn cái gì? Dạ Thủy nói bạn bát thái nha, là có một cái đĩa bát thái này. Cứ đến Thủy là không bao giờ sợ đói, chỉ sợ lên ký thôi. Chỉ sợ lên ký. Đây là phía bên trong nhà hàng của cháu Thủy Nhật. Và cảm ơn Thủy thật nhiều. Sau một hồi đi 10 tiếng 15 phút ăn một đĩa bát thái, quá trời ngon luôn. Ăn sạch sẽ. Cháu Thủy còn một nhóm khách đặt 10 người 9 giờ nữa.